Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Khôi Ngọng. Đây là kênh Payo Câu Chuyện. Ok, và ngày hôm nay thì bọn mình giveaway đó chính là 3 chiếc điện thoại. Giveaway á? Dân chơi ấy nhỉ? Đùa đấy, thực ra thì mình đã có video kiểu so sánh về iPhone 13 và 12 rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang video đó chính là trên tay nhanh chiếc iPhone 13 Pro Max và 13 Pro. Thực ra thì quá nhiều người trên tay nhanh rồi, nhưng mà ngày hôm nay mình mời đến đây một chuyên gia để có thể có một chút muối cho video ấy. Các bạn có quen không? Các bạn muốn học tiếng Anh cũng như là học tiếng Việt có thể liên hệ mình nhé. Mình dạy tiếng Việt cổ. Thôi thì bạn thôi. Nào, bạn bắt đầu. Thôi các bạn cũng. Thực ra ấy, thì vừa rồi ấy, mình có trên tay. Quên mất, nếu như các bạn quan tâm đến iPhone 13 series và đặc biệt là 13 Pro Max hay là 13 Pro cũng như là iPhone 13 màu hồng ấy, thì có thể tham khảo ngay tại Cellphone S, bởi vì bây giờ Cellphone S đã có giá bán chính thức hàng chính hãng rồi. iPhone 13 sẽ từ mức giá, nếu mà giảm trừ hết cả ưu đãi thì còn có 20 triệu hơn thôi. Giá mềm nhỉ? 13 mini là bao nhiêu? Em nhớ. Không chị, em mất não rồi. Ok, còn 13 Pro Max thì sẽ có giá là khoảng từ 32.490.000. Link mình sẽ để mô tả chi tiết phía dưới luôn. Thu cũ đổi mới hỗ trợ giảm giá lên tới 7 triệu. Khi lúc đầu ấy mà mình mới trên tay iPhone 13 Pro Max và 13 Pro thì mình đã nghĩ ngay rằng là mình sẽ mua iPhone 13 Pro. Nhưng mà Khôi thì lại có một suy nghĩ khác hẳn. Khôi bảo mình nên mua 13 Pro Max các bạn. Em vừa bảo chị nên mua 13 mini mà. Đừng, quên. Với chị Bayo chỉ mua 13 mini các bạn. Tay bé cầm mấy con làm gì, vừa nặng vừa khó, khác gì cầm củ cải trên tay đâu. Đấy, chỗ chị em mình khuyên thật. Đã thế còn tiết kiệm được tiền nữa, tiền đấy làm gì. Vào hôm đẹp trời, đập phát một số may mắn. Chúng ta có mấy con iPhone 13 Pro dư. Chúng ta lưu tiên. Ôi, thì nếu như là em thì em sẽ mua 13 Pro Max ạ. Đúng chị. Bởi vì sao? Màn hình to, đầy đủ tính năng này. Chưa kể khi mà máy to này tản nhiệt nó cũng ok hơn. Và cái cụm camera của nó. Rồi, chính là lý do này. Cụm camera của nó nhìn nó cân đối hơn. Đấy. Tại vì máy to nên cam to nhìn nó sẽ cân đối hơn. Thực ra là năm nay Apple họ lười quá. Họ bê nguyên cụm camera của chiếc 13 Pro Max lên chiếc 13 Pro. Thành ra nhìn nó mất cân đối như này. Cá nhân mình thì mình thích một cái sự cân đối hơn. Cũng như là nếu mà tay mình ấy, cầm nó sẽ như này các bạn. Đấy, nó sẽ chạm vào cụm camera, thực sự rất khó chịu luôn. Trong khi đó với chiếc 13 Pro Max ấy, nó sẽ như đây. Quá cân đối luôn. Đấy. Cũng có lý đấy. Tất nhiên em nói phải có lý chứ. Nhưng mà nếu mà lúc đầu chị nghĩ là chị sẽ mua iPhone 13 Pro. Bởi vì 13 Pro Max thì cái màn hình 6.7 inch nó là quá to cho con gái như chị. Ví dụ chị là nữ hoàng kiểu đánh rơi máy thì cầm như này chị sẽ làm rơi là chắc chắn, rơi vỡ là chắc chắn. Chị mà làm một cái ốp là được mà. Nặng nữa, nhưng mà nó to quá, với cả cầm nhiều nó mỏi tay. Chị có thể tập tay. Và 13 Pro thì sẽ có đầy đủ những cái tính năng mà 13 mini như em nói không có, 13 và 13 mini không có. Ví dụ là màn hình tần số quét 120Hz là ở trên 13 mini không có này. Nhưng mà thực tế mà nói cái màn Wi-Fi mà Active, khi mà chị vuốt nhá, nếu mà chị vuốt ngắn ấy, nó sẽ chỉ tăng lên khoảng 75Hz thôi. Em có test rồi. Và thực tế là giữa 60-75Hz chênh lệch nó rất nhỏ này. Chị sao mà chị phân biệt được, đúng không? Đấy, cơ bản là chỉ chênh lệch một tí thôi. Mà chị đã dùng 12 rồi, 60Hz quen rồi. Thì mua đấy cũng được chứ sao, thiết kế thì nhỏ gọn dễ dùng cơ. Đây chỗ chị rồi. Em khuyên thật. Thế còn cái khả năng quay video của ProRes thì sao? ProRes á, nếu mà chị muốn quay hẳn ngon ấy, 4K thì chị phải mua bản 256GB. Mà 256GB đập thêm có khoảng tầm 2 triệu, 3 triệu, thậm chí nhiều hơn nữa. Đây, rõ ràng vấn đề kinh tế. Thế nên mua iPhone 13 mini có Cinematic Mode quay video 60 là cũng được. Cũng được, tại vì thêm một cái, ở trên iPhone 13 mini năm nay ấy, mọi người sẽ là pin rất tốt. Thế á? Đúng. Còn cả cái cảm giác cầm nắm trên tay thì mình thấy là iPhone 13 series năm nay đều to và nặng hơn nhỉ? Có một cái nữa là sơn, em thấy sơn ở trên fanpage Relax đang là cái phần viền này dày hơn, mọi người thấy dày hơn không? Em chỉ thấy bình thường. Chị cũng thấy bình thường. Em thấy bình thường. Bình thường á? Đúng không? Nó làm gì dày hơn nhỉ? Nhưng mà thấy một điều mà mình thấy rõ là tai thỏ đều bé hơn nhỉ? Nhưng đâu, tai thỏ to hơn. Không, cái tay thỏ tức là cái rãnh này nó thu hẹp lại. Cái rãnh đấy là phần nó. Đúng rồi, cái phần tay thỏ nó to hơn nhưng mà đấy. Cái phần rãnh này nó bé hơn. Đấy, nhưng mà em phải công nhận một điều. Ví dụ. Thế sao? Chị xem. Đấy, ví dụ em đang dùng con iPhone XR nhá. Tiểu tượng đồng hồ ngoài việc scale lên nó có tác dụng gì đâu. Phần này rõ ràng chúng ta có thể chèn thêm biểu tượng như kiểu là phần trăm pin này, các thứ này.
với việc với hiện tại là rộng ra, nhìn nó cổ quặng, nó heo hút như thế này. Xấu. Nhưng mà cái này nó trải nghiệm xem video thì nó sẽ ấy chứ. Không khác biệt nhiều. Bởi vì thực tế này nhá, chị ví dụ như kiểu là chị xem cái video ở trên con iPhone 12 thường mà tay thỏ thì nó bị mất một ngón chân, còn ở trên iPhone 13 thì nó thêm một ngón chân. Rõ ràng là khác biệt nhau ít đúng không? Đây. Về cái bản cái này năm nay Apple họ làm được quảng cáo rồi, chứ thực ra em thấy nó chẳng khác biệt nhiều. Nhưng mà còn nói về một phần màu sắc nhá, là cái phiên bản iPhone 13 mà màu hồng ấy thì chị thấy màu hồng cũng không được đậm đà như khi mà ra mắt sự kiện. Và cái màu xanh Sierra Blue cũng thế ở trên iPhone 13 Pro Max. Nói chung là hình render của Apple lừa. Thực ra thì mình thấy nhiều bạn bảo là màu xanh này vẫn đẹp, rồi là vẫn giống như là cái hình render, nhưng cá nhân mình thấy nhìn ở ngoài ấy, đúng nó rồi. Sẽ hơi bị nó xám. Ừ, đấy. Nó sẽ hơi xanh xám. Cái màu không... cái màu này nó phải đậm thêm tông một tông nữa. Ví dụ như cái màu xanh kìa. Màu xanh của chiếc iPhone 12 ấy, năm ngoái nhìn render rất đẹp. Cuối cùng trên tay thì chúng ta gọi là gì? Màu xanh bẩn các bạn ạ. Đúng không? Trong khi đó màu xanh này trên hình render thì nhìn nó sáng sủa, nó đẹp mắt. Trên chị này thì nó xám xám. Ừ, em phải thêm một tông nữa. Đấy, nói chung là Apple toàn làm lừa thôi. Ừ, mình sẽ thích là màu sáng hơn mọi người ạ. Nên là nếu như mà nhìn kỹ thì hai cái phiên bản mà rất là mong chờ năm nay đó chính là iPhone 13 màu hồng và 13 Pro Max ấy, thì mình thấy là màu nó không được như mong đợi. Còn về cái khả năng cầm nắm thì vẫn là ok, là vẫn rất là cao cấp này kia. Nhưng mà máy hơi nặng nhỉ. Năm nay cái gì nặng hơn nhỉ? Cái gì nặng hơn, pin to hơn, nhỉ? Mà pin to hơn nặng. Cam cũng to hơn nữa đây, nhìn này. To không các bạn? Không, nhưng phải tôi nói tôi động nhiều. Đó chính là Apple hút máu quá. Ừ, thôi, mình trên tay thế thôi. Còn bao giờ có máy thì mình sẽ đánh giá sâu hơn. Cảm ơn Khôi nhá. Chỉ vì ngồi chờ lấy iPhone 13 mà em đã phải góp mặt. Tôi chờ 30 phút rồi các bạn ạ. Ok, và nếu như các bạn quan tâm đến iPhone 13 series thì có thể tham khảo ngay tại Cellphone.net nhá. Link mình sẽ để phần mô tả chi tiết phía dưới luôn. Đó, có giá và có ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ giảm giá lên tới 7 triệu nữa. Ok, bye bye các bạn. Bye bye.